Đội tuyển Lào 0, Việt Nam 2, chiến thắng dễ dàng cho Rồng Vàng. Với sự vượt trội về mọi mặt, đội tuyển Việt Nam giành thắng lợi dễ dàng tại trận đầu ra quân tại AFF Cup 2020 trước đội tuyển Lào. Những người lập công cho tuyển Việt Nam là Công Phượng và Văn Đức. Bước vào trận đấu đầu tiên của vòng bảng AFF Cup 2020, tuyển Việt Nam đối đầu với đội tuyển Lào. Đây là đối thủ yếu hơn tuyển Việt Nam rất nhiều trong nhiều năm qua. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã cất nhiều trụ cột trên băng ghế dự bị như Quang Hải, Quế Ngọc Hải và Tuấn Anh. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội hơn hẳn khi cầm bóng lên tới 80%. Liên tiếp những cơ hội đã được tuyển Việt Nam tạo ra, thế nhưng Xuân Trường, Văn Đức, Tiến Linh đã không thể mở tỷ số của trận đấu. Phải tới phút thứ 26 của trận đấu, niềm vui mới đến với người hâm mộ cũng như đội tuyển Việt Nam. Hoàng Đức có đường chuyền ấn tượng để Hồng Duy thoát xuống từ cánh trái căng ngang giúp cho Công Phượng dễ dàng ghi bàn, mở tỷ số của trận đấu. Có được bàn thắng, tuyển Việt Nam chơi khá thoải mái về tâm lý, tiếp tục dồn ép đội tuyển Lào. Tiến Linh và Văn Đức là những cầu thủ được tạo cơ hội nhưng sự vô duyên khiến cả hai không có được bàn thắng cho riêng mình, cũng như bàn thắng thứ hai cho tuyển Việt Nam trong 45 phút đầu tiên. Bước vào hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo đã có sự thay đổi về nhân sự. Quang Hải được đưa vào sân thay thế cho Tiến Linh. Huấn luyện viên người Hàn Quốc muốn tạo nên bất ngờ cũng như sự ăn ý của Quang Hải với Hoàng Đức để tìm kiếm bàn thắng tiếp theo. Phút thứ 55, bàn thắng thứ hai đã đến với tuyển Việt Nam khi mà Tấn Tài có màn xử lý ấn tượng để chuyền bóng đúng với pha băng cắt đánh đầu của Văn Đức, đánh bại thủ môn Sovanaksago. Có hai bàn thắng dẫn trước, huấn luyện viên Park Hang-seo tiếp tục có sự thay đổi người để đảm bảo lực lượng cho trận đấu quan trọng với Malaysia tại lượt đấu thứ hai. Minh Vương, Văn Thanh và Văn Toàn là những cái tên được lựa chọn để thay thế cho Hoàng Đức, Hồng Duy và Xuân Trường. Phút thứ 73, tuyển Việt Nam được hưởng quả 11m do hậu vệ của đội tuyển Lào để tay chạm bóng trong vòng cấm. Trên chấm đá phạt đền, Văn Thanh đã không thể đánh bại được thủ môn Udon. Trong một ngày thi đấu nỗ lực khi được tung vào sân từ hiệp 2, thế nhưng Văn Thanh không có được cho mình may mắn khi mọi cơ hội đều không thể đánh bại thủ môn đội tuyển Lào. Ở những phút còn lại, cả hai đội đều không có được bàn thắng và kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 nhưng về phía tuyển Việt Nam. Chiến thắng này giúp thầy trò Park Hang-seo có được 3 điểm nhưng tạm thời đứng ở vị trí thứ hai bảng B khi thua hiệu số so với đội tuyển Malaysia. Malaysia gây sức ép cho Việt Nam tại AFF Cup 2020. Bảng B tại AFF Cup 2020 mở màn vào chiều nay ngày 6 tháng 12 với trận đấu giữa đội tuyển Malaysia với Campuchia. Trước trận mở màn giải đấu hàng đầu khu vực Đông Nam Á, tuyển Malaysia nhiều lần than thở rằng gặp vô vàn khó khăn trong khâu chuẩn bị. Tuy nhiên, đội bóng này đã không mấy vất vả để giành thắng lợi đầu tiên với tỷ số 3-1 dù cho Campuchia thi đấu quyết tâm. Á quân AFF Cup 2018 chơi ép sân liên tục trước đối thủ, có bàn thắng sớm tại phút thứ 2 trên chấm penalty nhờ công của tiền đạo Rashid. Phút 61, đoàn quân huấn luyện viên Tan Chang Hae nhân đôi cách biệt từ một pha phản công nhanh. Tiền đạo Rashid lập cú đúp với tình huống ngọt bóng kỹ thuật rồi giữ điểm quyết đoán. Tới phút 77, Malaysia có bàn thắng thứ 3 nhờ công của hai cầu thủ và thay người là Hakim Lukman và Sogin Leswaran từ pha vào bóng tấn công đẹp mắt. Campuchia chỉ có được bàn thắng danh dự ở những phút cuối cùng trận đấu khi mà thủ môn Malaysia phạm lỗi trong vòng cấm sau một pha băng ra cản phá. Nhờ chiến thắng đậm, Malaysia tạm dẫn đầu bảng B và phần nào gây ra áp lực cho đội tuyển Việt Nam cho cuộc cạnh tranh vị trí nhất bảng. Đội bóng này đã có màn thể hiện ấn tượng để khiến cho các đối thủ phải dè chừng. Đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo cũng mở màn AFF Cup 2020 vào tối nay trước đối thủ Lào và cần chiến thắng để có thể cạnh tranh một tấm vé đi tiếp. Trong khi đó, Campuchia cho thấy những sự tiến bộ tại giải đấu khu vực sau nhiều năm, song trước đó là chưa đủ để họ tạo ra bất ngờ với những đội bóng được đánh giá cao hơn. Bảng B tại AFF Cup 2020 gồm có Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Lào và Campuchia. Trong số này, nhà đương kim vô địch và Á quân năm 2018 được dự đoán giành vé đi tiếp. Văn Đức chấm dứt cơn khát bàn thắng sau 3 năm. Cuối cùng, tiền đạo Văn Đức cũng đã có được bàn thắng cho riêng mình, qua đó chấm dứt cơn khát bàn thắng trong màu áo tuyển Việt Nam kéo dài đến 3 năm. Bị dư luận chê bai khá nhiều tại vòng loại World Cup 2022, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn đặt niềm tin vào Văn Đức. Tiền đạo người Nghệ An này tiếp tục là sự lựa chọn trong đội hình đá chính của tuyển Việt Nam trong trận mở màn gặp Lào tại bảng B AFF Cup 2020. Có lẽ ông Park Hang-seo cũng muốn trao cơ hội cho Văn Đức để chân sút này có thể giải cơn khát bàn thắng, giải tỏa áp lực khi chỉ gặp đối thủ yếu là Lào, qua đó có thể trượt thăng hoa hơn trong chặng đường sắp tới.
Chân sút người Nghệ An này cũng đã không phụ lòng tin của vị trí lược gia người Hàn Quốc bằng một pha bật cao hơn hẳn hậu vệ của Lào. Văn Đức đánh đầu dũng mãnh ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho tuyển Việt Nam. Pha lập công trên đã giúp cho tiền đạo này chấm dứt cơn khát bàn thắng trong màu áo tuyển Việt Nam kéo dài đến 3 năm. Cụ thể, bàn thắng gần nhất mà Văn Đức ghi trong màu áo đội tuyển quốc gia là ở trận bán kết lượt đi tại Philippines tại AFCAP 2018 vào ngày 2 tháng 12 năm 2018. Đó là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 và cũng là pha lập công ấn định tỷ số cho tuyển Việt Nam. Sau bàn thắng đó, Văn Đức rơi vào cảnh tĩnh lặng khi im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài. Dù cùng đội tuyển Việt Nam tham dự nhiều đấu trường quan trọng như Asian Cup 2019, vòng loại thứ 2 và thứ 3 World Cup 2022. Theo như thống kê, từ trận bán kết lượt đi với Philippines vào ngày 5 tháng 12 năm 2018 cho đến trước trận đấu gặp Lào vào tối ngày 6 tháng 12 năm 2021, tuyển Việt Nam đã thi đấu 18 trận, thế nhưng Văn Đức không có được pha lập công nào. Hy vọng bàn thắng vào lưới Lào sẽ giúp cho tiền đạo này có thể giải tỏa áp lực để chơi thanh thoát hơn trong chặng đường sắp tới, qua đó có thể giúp góp phần cho đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch AFF Cup. Công Phượng, Văn Đức lập công, tuyển Việt Nam thắng dễ Lào. Đội tuyển Việt Nam đánh bại Lào 2-0 trong trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2020 bằng các bàn thắng của Công Phượng và Văn Đức. Đội tuyển Việt Nam không sử dụng đội hình mạnh nhất trong trận ra quân tại bảng B AFF Cup 2020. Tuy nhiên, với trình độ vượt trội, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn dễ dàng tạo ra một thế trận áp đảo ngay sau tiếng còi khai cuộc. Đội tuyển Lào chủ động phòng ngự số đông để che chắn kín trước vòng cấm. Ngay cả tiền đạo Billy Ketkel Phomphol cũng lùi về phần sân nhà. Điều này khiến cho đội tuyển Việt Nam gặp khó khăn trong việc tấn công và hầu như không thể phối hợp vào trung lộ. Dù vậy, các học trò của ông Park Hang-seo cũng đã tìm ra được giải pháp để uy hiếp khung thành của đối phương sau khoảng 20 phút thăm dò. Không thể phối hợp giữa vòng vây dày đặc của các cầu thủ trước vòng cấm đối phương, tuyển Việt Nam đã khai thác khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự của đội tuyển Lào. Bàn mở tỷ số đến với tuyển Việt Nam tại phút thứ 26 theo kịch bản như vậy. Nguyễn Phong Hậu Duy xâm nhập vòng cấm, đón đường truyền của Nguyễn Hoàng Đức và kiến tạo cho Nguyễn Công Phượng dứt điểm tung lưới đội tuyển Lào. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo dễ đá hơn sau giờ nghỉ khi mà các cầu thủ Lào dần sa sút về thể lực và không theo kịp được những pha di chuyển cũng như phối hợp của đội tuyển Việt Nam. Phan Văn Đức nhân đôi cách biệt tại phút thứ 55 bằng một cú đánh đầu. Sau 2 năm kể từ trận bán kết AFF Cup 2018 gặp Philippines, tiền đạo này mới ghi bàn trở lại trong màu áo của đội tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam chơi thong dong nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn trận đấu và tạo thêm vài cơ hội. Vũ Văn Thanh đã hỏng một quả phạt đền và bị thủ môn đối phương cản phá một siêu phẩm vô lê ngoài vòng cấm. Các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo không ghi thêm được bàn thắng nào. Đánh bại Lào với tỷ số 2-0, tuyển Việt Nam tạm thời đứng thứ hai bảng B AFF Cup 2020. Thay cho huấn luyện viên Park Hang-seo có cùng 3 điểm như Malaysia nhưng kém về chỉ số phụ.